Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng bị cám dỗ giống nhau. Khác là khác đối tượng thôi. Ví dụ có người bị cám dỗ nhiều về ăn uống, có người bị cám dỗ về bài bạc, có người bị cám dỗ về sắc dục, có người bị cám dỗ về chức quyền, vân vân. Nhưng ai cũng bị. Ai nói mình không bị cám dỗ, người đó nói láo. Và chỉ có robot là người máy có lẽ không bị cám dỗ. Cám dỗ đôi khi cần thiết. Tôi dùng chữ đôi khi bởi vì có những vị thánh có lẽ ngay từ đầu đã bắt chước Chúa Giê-xu thoát được cơn cám dỗ, dùng lời Chúa để phản lại. Nhưng nên nhớ một điều, cái câu cuối cùng của bài phúc âm Luca rất quan trọng, là đừng tưởng ma quỷ đi rồi, đi luôn, sẽ tìm cách trở lại. Ở đây nói ma quỷ rút lui để chờ dịp khác. Mà cuộc đời rất nhiều ngõ quanh, rất nhiều bất ngờ, đó là những dịp ma quỷ xuất hiện và nói với mình rằng hãy làm đi. Điều đó sẽ làm cho anh được thoải mái, cho chị được sung sướng, cho tất cả mọi người được thỏa chí toại lòng. Luôn luôn đưa ra một hình ảnh rất đẹp, cho nên rất nguy hiểm. Cho tôi nói một cái ví dụ mà tôi rất thích, một câu chuyện mà tôi rất thích nói về cám dỗ hay cạm bẫy bằng tiếng Anh cho các bạn trẻ. You know that Lenten season is the best time for changing, for making a U-turn. But changing is always a big challenge. Because temptation and trap look alike. This is a true story. You know, Eskimo people, the people who lived on the North Pole of the Earth, and an Eskimo tribe has discovered a way of curing Arctic wounds to obtain their meat and their fur. To do so, they use a blade, double-edged blade, and they sharpen that knife so sharp. The blade is so thin and so sharp that the slightest pressure will cut to the bone. And they dip the blade into a bucket of blood, animal blood, like a seal blood. And then they let it congeal in the cold air out of their igloo. You know, igloo is the house made of ice. They repeat the process until the congealed blood covering the blade thicker and thicker. And at night, the blade is taken into the open field, waiting for its victim. Arctic wounds, having a very sensitive sense of smell, especially the smell of blood, they will surely detect the scent of blood from the blade and come and start to lick on the blood that cover the blade. The wound happily licks and licks on the frozen blood. Being excited by the blood, the wound licks quicker and quicker, harder and harder, and soon the lethal weapon slowly appears. And the wound's tongue is cut surely with every lick. But now the taste of the fresh blood from its tongue
is better than the frozen blood. The wound cannot distinguish between the frozen blood and its own fresh blood. And the miserable wound drinks its own blood passionately. Drunk with blood, the wound collapses soon after and dies. Yes, that is very strong story. We are living in Australia. Really, we are really happy because Australia is a happy country. But we do take it for granted sometimes. How lucky we are living in here. Some people do not appreciate what they have. Some of us cannot distinguish between pleasure and happiness. And in this civilization, we have at the same time challenge and trap. Please, don't kill yourself like Arctic wounds, not by drinking blood, but by drug, by gambling, by alcohol, and so on. Any kinds of addiction. Kính thưa quý ông bà, tôi tin rằng cám dỗ cần thiết, vì cám dỗ cho mình biết mình là ai. Nếu không có cám dỗ, mình tưởng mình ngon, rồi mình khinh chê người khác, mình kết án người khác. Nhưng khi mình thấy mình yếu, lúc đó mình sẽ nhận ra con người thật của mình không ra gì, cho nên mình khiêm nhường hơn. Ai cũng bị cám dỗ. Một cha xứ người Úc, lúc tôi đi tập giúp xứ, đó là cách đây cũng 11 năm rồi. Sau thánh lễ Chủ nhật, ông đã 80 mấy tuổi rồi. Ông đứng ở bậc thềm nhà thờ, tôi đứng bên kia chào giáo dân, rồi ông nói hông hông, come here, I tell you what. Tôi hỏi cha nói gì, ông nói look, coi cái giò của cô kia đẹp không? Tôi hỏi thật, cha, ở tuổi này, at this age, mà cha còn feel là nó đẹp. Ông nhìn tôi và ông nói, nếu mày nói nó không đẹp là mày nói láo. Tất cả chúng ta sẽ cảm thấy nó không đẹp 5 phút sau khi chúng ta chết. Nghĩa là chết rồi mà 5 phút vẫn còn thấy đẹp. Sau 5 phút mới hết. Rõ ràng cám dỗ được gieo theo bản năng của con người, như ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, vân vân. Rồi thêm vào đó là danh vọng, quyền lực, tiền bạc. Tất cả những cái đó không xấu. Tôi tóm lại, tiền bạc, của cải, nhan sắc, khoái lạc, bằng cấp, địa vị, quyền lực, uy tín, danh dự, khoa học kỹ thuật cao, vân vân, tiện nghi, nhà cao cửa rộng, tất cả đều đáng trân trọng, đáng quý. Nhưng không phải là cùng đích của đời người, vì chết không mang theo. Cùng đích của con người chính là tự do, được làm con cái Chúa, chứ không phải nô lệ để rồi tự giết chính mình. Nguồn cùng đích của con người là hạnh phúc. Hạnh phúc đời này, hạnh phúc đời sau. Tôi không chủ trương nói phải cực khổ ở đời này để rồi hạnh phúc ở đời sau mà thôi. Không. Ngay đời này cũng cảm thấy sảng khoái, sống thật là hạnh phúc vui vẻ. Hiên ngang nhìn vào mặt mọi người, không tránh né ai, đó là hạnh phúc rồi. Chúng ta luôn luôn bị cám dỗ, mà tôi tin rằng cám dỗ rất cần. Lúc tôi ở chủng viện, người ta bắt phải thi tiếng Anh, bởi vì nói quý vị sẽ là những người phải đứng trước một đám đông để nói bằng tiếng Anh. Cho nên có giáo viên ở dưới bộ giáo dục cử lên để thi. Đúng là hồi hộp lắm.
Mấy người Úc thì tôi không nói gì, nhưng mà mấy ông thầy người Á Châu, người Miến Điện, người Ấn Độ, họ sửa lại, bởi vì có khi rất giỏi tiếng Anh, nhưng giọng đọc của mấy người Ấn Độ, mấy bà giáo đó cho rớt, bắt học lại, vân vân, và rất là kỹ lưỡng. Tôi cố gắng dọn kinh khủng lắm, mà nhất là tôi hù họ, thế là tôi thắng. Là lần nào thi, mình được chọn đề tài tự do, sắp xếp là mình chọn. Rồi ra đó trình bày trong 20 phút nha, không có nhìn giấy. Rồi sau đó đặt câu hỏi, họ chất vấn mình và mình trả lời. Hai lần tôi đều chọn võ thuật. Họ đâu có biết gì đâu. Tôi mặc đồ võ ra, xách cây gương ra, tôi quơ vào trong sát cái đầu của cái bài giám khảo. Tôi hỏi, phía sấm. Bà nói yes. Thế là tôi thắng rồi. Bà hỏi tôi liền. Tôi chưa trình bày đề tài, bà hỏi, đi tu tập võ để làm gì? You are a seminarian. What is it for? For killing people? Cái tôi nói không. Killing people là cái illusion mà Hollywood đã cho sai về martial art, về võ thuật. Đối với tôi, võ thuật không phải để đi đánh nhau, mà võ thuật là để giúp tôi khiêm nhường, kiên nhẫn, biết tập trung, và có kỷ luật, bốn cái. Mà bốn cái đó, quý ông bà, anh chị em, nhất là các bạn trẻ, chúng ta đều cần để thành công ở đời. Bà hỏi tôi liền, humility, khiêm nhường, tại sao tập võ là khiêm nhường? Tôi thấy trong phim mấy đứa học võ đều vinh vang tự đắc, tôi nói không. Tôi lúc chưa học võ, thích đánh nhau lắm. Tôi nói thật, hồi nhỏ tôi có một cái quá khứ không có tốt đâu. Không có tuần nào ông bố tôi không bị các thầy dòng La Sang mời lên là vì không có một hay hai trận đánh trong trường. Bởi vì người ta chọc tôi thì tôi phải đánh thôi. Tôi đâu có mò mò vô đi đánh người ta. Mà nào chọc lại coi chừng tao, đập liền thôi. Thế là kêu phụ huynh lên, lần nào cũng vậy. Thì buổi chiều về thế nào cũng bị đòn. Mà lần nào ông già cũng phải kêu lên. Rồi tới khi tôi nghĩ là tôi ngon lắm, tới khi tôi được học võ chính thức, ô mẹ ơi, lúc đó mới biết sợ. Tôi khởi đầu học nhu đạo lúc 8 tuổi. Nhu đạo thì không sao, nó hiền từ. Nhưng khi phong trào Taekwondo vào Việt Nam vào năm 1966, cả nhà dòng được các sĩ quan Nam Triều Tiên dạy, không tính tiền. Ui sướng lắm. Tôi được chọn làm lớp trưởng. 80 anh học, 2 tuần sau còn 20. Nghĩ hết rồi, nó trốn mất hết. Đại hàng tới nó trốn đâu mất hết, trong nhà cầu rồi đâu hết, không thấy ai. Rồi 4 tuần sau còn 4 đứa. Tôi đi theo đến cùng nữa. Mấy cái lần đầu còn đông người, hắn giao cho tôi la. Tất cả là thái quân. Mọi người là yeah. Thì tụi tôi hè nhau nói thái quân, yeah. Về sau nó biết, nó phạt cho khủng khiếp lắm. Nhưng mà rồi đi thi đai nâu mới biết là mình dở ẹt. Nó dẫn tôi ra trung tâm huấn luyện Đồng Đế, có cái võ đường ở đó. Mà đi đấu với một đai nâu người lính sư đoàn Bạch Mã Đại Hàng lại thua tôi. Nhìn thấy tướng tá nói là tôi biết tôi thua rồi. Trọng tài vừa mới nói bắt đầu, chưa có nhìn thấy gì hết, nó đá một cái đau quá tôi xỉu rồi. Nó đá sao không biết, nó đốt tung cái chỗ nào đó. Rồi đứng không nổi nữa là thôi đi về. Lúc đó mình mới biết mình phải khiêm nhường, mình phải biết giới hạn của mình. Cho nên võ cho tôi biết rằng tôi phải chấp nhận mình thua. Cái đó là mình chấp nhận, chứ không nói xấu được người khác. Và như vậy thì cám dỗ cũng vậy thôi. Nó cho mình biết mình té, mình ngã, để mình đừng kết án người khác. Cho nên hồi nãy trong cái câu kinh đầu lễ có đọc, Chúa đã gửi những thừa tác viên của Chúa yếu đuối như chúng con để đừng lên án ai. Cái câu kinh rất là hay, nhiều khi mình đọc mà mình không có quan tâm. Vậy chiều hôm nay xin đừng sợ cám dỗ. Cám dỗ chưa phải là tội, nhưng coi chừng mình đọc kinh nghe ớn lắm, nhất là kinh Lạy Cha. Xin Chúa để chúng con xa chứa cám dỗ. Xin Chúa
cái chữ đó ngày xưa là xin chớ. Giống như người giới răng tôi nghe ở đâu, trẻ con nó đọc Chúa làm sự dâm dục thứ bảy, Chúa lấy của người thứ tám, Chúa muốn vợ chồng người vân vân, Chúa hết á. Nghe phản ứng mình đọc mà mình không để ý cái lời. Rồi cũng cái kinh lại cha có thể mình đọc xin chớ để chúng con thì đúng rồi, mà lại xa trước cám dỗ. Xa là ít xa xa, có nghĩa là xin Chúa cho con ở gần gần đó. Mẹ ở gần gần thì té mẹ nó trong à. Lời kinh đọc rất hay, nhưng mà cũng nói lên cho chúng ta hiểu, nếu chúng ta tránh được cái dịp vẫn là tốt hơn. Bởi vì mình đương đầu là mình té. Ma quỷ khêu gợi đúng cái mà mình cần. Giống như con chó sói ở Bắc Cực, nó nghĩ tới mùi máu là cái gì nó đang cần. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu, để sống trong đời sống gia đình đừng kết án nhau, nhất là những bậc trưởng thượng đừng kết án thế hệ trẻ. Ai cũng đã từng bị cám dỗ như nhau. 5 phút sau khi chết mới hết cám dỗ. Nhớ lời ông cha già, ông ấy chết rồi. Như vậy xin dâng lên Chúa những yếu đuối của con người, mà chính nhờ những yếu đuối đó mà Thánh Phaolô nói khi chúng ta nhận ra chúng ta yếu là lúc chúng ta cần Chúa. Đó là chìa khóa để đi vào đời sống thiêng liêng. Khi nào mình chưa cần Chúa là mình vẫn cứ phay phay vậy, cứ tà tà, muốn đi tới đâu rồi tới. Nhưng khi mình biết mình cần Chúa, lúc đó cuộc đời sẽ khác. Và mình cần Chúa thật sự, vì tự sức mình không làm được điều gì. Cái câu kinh lại cha đó cũng có được một ông thầy tu, ông áp dụng hay lắm. Đây là câu chuyện thôi nha bác nho, không có thật. Ông thầy tu đi xe lam bên Việt Nam, người Ý nó chế cái xe lam nó chở có 6 người, bên Việt Nam mình chở 10 người. Ở đằng sau cái thùng 8, 2 người ngồi bên cạnh tài xế nữa thành 10, với tài xế thành 11. Có ông thầy tu đi xe lam, vào sớm nó cho ngồi trong. Chút cái nó nhét một cái cô vào ngồi kế ổng, thì thấy cũng còn rộng rộng sao. Chút nó nhét một cái băng đó 4 người, thế là cô ấy sát vào ổng. Cô ấy thơm như muối mít ấy. Rồi xe chạy. Khốn nạn là ông ấy đã sợ cám dỗ rồi, ông nhắm mắt nhắm mũi, mà cô kia ngủ rồi cứ gừa gà gà để cái đầu lên vai ông. Ông ấy hò để rút vai lên, thì cô ấy giật mình, cô thức dậy. Ông ấy lầm nhầm, xin chớ để con xa chịu cám dỗ. Chút nó lại ngủ là xin chớ để con xa chịu cám dỗ. 3-4 lần rồi xe nó sụp cái ổ voi chứ không phải ổ gà, nó sụp cái rầm. Thế là cô ngã vào vòng tay ông, thì ông nói ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lúc đó ý Chúa muốn vậy. Cho nên mình xuyên tạc cái lời Chúa nó cũng ghê lắm đó, chứ phải không? Cái gì vừa ý thì mình ở đó là ý Chúa. Cũng có một ông bước vào mùa chay giống ngoài nàng mà người Úc, mà khá tốt, to hơn cái bụng này, cho nên bác sĩ cấm không được ăn ngọt. Không có ăn cái gì đồ ngọt đó, không nào bằng bằng. Nhất là bác sĩ cấm thì dễ rồi, mùa chay tôi đâu có ăn. Thế là ông nhịn được 1-2 tuần mùa chay. Tuần thứ 3 thấy ông đến chỗ làm mang một cái hộp đầy bánh ngọt. Mấy người kia hỏi, ủa chưa hết mùa chay mà? Không, ý Chúa. Hóa sao vậy? Mấy tuần rồi là tôi lái xe đi đường khác, tránh cái tiệm bánh, bởi vì đi ngang cái mùi vani bơ nó bay lên nó thơm lắm, nhưng mà tôi tránh rồi. Rồi hôm nay đi làm tôi chạy ngang, tôi coi nó còn sống không, không coi nó bị băng rớt. Rồi tôi thấy thôi thúc trong lòng nói là Chúa, nếu Chúa muốn thì cho con một chỗ đậu ở ngay trước cái tiệm đó. Mấy người kia nói vậy là Chúa cho đậu ngay. Không, tớ phải chạy 12 vòng như vậy mới có một chỗ đậu. Mà cũng gọi là ý Chúa. Xin dâng lên cho Chúa thánh lễ hôm nay. Xin đừng bao giờ kết án ai hết, vì chính mình cũng không ra gì. Tôi thích nhất bằng cái kết luận. Ở cuối đường Charles có một nhà thờ Orthodox chính thống. Mùa chay này, họ cũng giữ mùa chay giống mình. Họ có bí tích giao hòa rất đặc biệt. Mời quý vị cứ vào
đọc kinh trong đó không có sao. Tôi ngồi tôi nhìn thấy linh mục ngồi trong tòa đợi. Khi có một hối nhân bước vào, linh mục đứng dậy bắt tay chào, rồi linh mục quỳ xuống. Người kia cũng quỳ, hai người quỳ đối mặt nhau. Sau này tôi mới biết cái công thức mà ông ấy nói là: anh chị hãy nhớ tôi cũng là tội nhân giống anh chị. Don't come to me, but through me come to Jesus, the Lord. He will forgive. Quá đẹp. Ở bên Việt Nam có nhiều cha mà mình vô, ông ấy ngồi mà mình quỳ mà lại còn bị la nữa. Hồi nhỏ tôi sợ nhất cái đi xin tội. Ông cha vàng ở Tân Định, xong mà dữ quá này, vô cái là con ai? Nói, dạ con ba con. Ông không chịu. Con ba con là người nào ông đâu biết đâu. Ông không chịu. Rồi ông hỏi dài lắm. Dài thế là dài. Có cái này kia, có ăn cắp gì, có đánh nhau không, có ăn gì đó. Có không? Nó nói dạ không, 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 không. Rồi ông chúc xưng có. Tao không hỏi cứ phải nói không cái đã, ông thôi ông đuổi ra. Mà như vậy đâu có bình an quá. Cái lời nguyện ở trong cái tòa đó có hai chữ rất cần thiết: xin Chúa đoái thương ban cho anh hay chị được bình an và được tha thứ. Mà mình làm cho người ta hoang mang thêm. Vô đó mà người ta đi ra, người ta thấy hồi hộp, lần sau đố ma nào dám đi. Xin Chúa cho chúng ta hiểu, bởi vì ngày 24 này chúng ta có giải tội, rồi có tĩnh tâm mùa chay.